Xin thưa quý vị, từ khi tôi đi tu tới giờ tôi chưa xin ai một cắt nữa. Cái này là nói trước đời chúng, không có một tâm ngã mạn một chút nào. Xin quý vị nghe, đừng bao giờ cho rằng tôi ghét ông thầy nào nói chuyện kiểu này, không phải. Tôi như thế nào tôi nói như vậy đó. Mười mấy năm nay tôi chưa xè tay xin ai một cắt gì luôn, mà tôi cũng chưa dính tiền bạc của ai luôn đó quý vị. Tôi thích nhất một ngôi chùa tôi ở là nơi đó tuyệt đối không có tiền bạc mua bán ở trong đó. Những đức sau này phát triển ra cái chuyện gì đặt máy giùm, những đức thấy đúng là một phương pháp này quá hữu hiệu trong thời đại hôm nay, nó quá hữu hiệu luôn. Còn ngoài ra gì cái chuyện mà gì kiếm tiền bạc ở trong chùa chiền, cuộc đời tôi sẽ không làm việc này, không làm việc này trong Phật pháp. Còn nói về danh, tôi xin thưa quý vị, rồi quý vị sẽ coi cả đời của tôi sẽ là một người tăng vô cùng đơn giản. Càng về sau tôi càng đơn giản, tôi càng đơn giản. Tôi là một người tăng cũng như khùng khùng điên điên, mỗi ngày có thể chơi với tất cả con người bình thường khác được luôn, không có một cái gì cao xa cả. Tôi có thể đắp y đi len lỏi phía sau lưng người Phật tử bình thường, không có một cái chút xíu gì mà tôi cần người khác dẹt đường cho tôi đi cả. Vì sao? Tôi muốn làm một người tăng bình thường đơn giản. Đối với tiền và danh, những đức này bỏ qua bên. Tôi nói cuộc đời tôi nếu thất bại chỉ đúng một chỗ thôi, đó là nữ sắc. Thì đúng một chỗ này tôi có thể bị thất bại. Nếu tôi không thất bại chỗ này thì cuộc đời tôi chắc chắn thành công rất là lớn. Còn tiền và danh, chỗ này tôi không cần thiết. Tôi không cần thiết tiền và danh. Cái này là tôi nói mạnh dạn một câu quý vị nghe đó. Tôi không biết tôi sao. Tôi chỉ có một cái tính là tôi thấy người nữ tôi rất là tội nghiệp họ, vì họ khổ. Tôi dùng mọi cách tôi giúp họ nên tôi sẽ không khéo tôi sẽ dính ngay họ, và cuộc đời tôi thất bại ngay điểm này thôi. Còn ngoài ra thì thật sự mà nói cuộc đời như đức nó trải qua những cái việc đó hết rồi, chứ không phải là một người đi tu còn nhỏ không biết gì. Nó biết hết trơn rồi. Nhưng mà chỉ có một cái là tôi thấy cuộc đời tôi cũng làm nhiều người nữ người ta khổ, hại người ta, nên bây giờ tôi thấy những người nữ đi tu tôi tội nghiệp người ta, tôi dùng mọi cách tôi giúp người ta, nhưng không khéo tôi sẽ dính ngay chỗ này thôi. Vì tình nghĩa mà tôi dính, tôi chỉ dính chỗ này. Còn tiền và danh miễn bàn, đời tôi sẽ không bao giờ dính tiền và danh. Hai chỗ này tôi không dính. Phải nhớ đó. Thật sự mà nói ở thế gian này chúng ta phải có dính một cái gì đó, chứ nếu không dính gì thì chúng ta không phải phàm phu, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng đối với người nữ, những đức có khi đi đến đây tu, những đức ít qua lợi, nhưng mà những đức rất là thương người nữ nha. Kỳ cục như vậy đó. Đó, nhất là bầu bì rồi những đức tội nghiệp. Nên bữa đó những đức nói đại chúng trong chùa mình, những đức tính ra một cách đó. Những người phụ nữ mà có bầu bì mà biết Phật pháp ở chùa mình á, mà có chồng mà có bầu bì rồi đó, thích vô chùa mình dưỡng bầu thì vô đây. À. Vì những đức đã tính kỹ rồi, rất là hay quý vị. Vì bây giờ gia đình quý vị chật chội quá, quý vị mỗi ngày sống trong đó nó không có thoải mái. Mà đã không thoải mái thì sau này sanh con có được tốt. Cái người phụ nữ mà không vui thì sanh con không có đẹp. Mà đứa con này nó cũng nặng nề, khó dạy. Nên cái thời gian mang bầu rất cần có một hoàn cảnh, mà không hoàn cảnh nào đặc biệt như hoàn cảnh chùa mình. Cái hoàn cảnh chùa mình nó quá đặc biệt. Một là nó rộng rãi mà nó cũng vừa tầm để mà mình sống trong đây. Thêm cái nữa, một hoàn cảnh nó quá sạch sẽ, thêm nó có thời gian rảnh rỗi đi vòng vòng chùa để niệm Phật. Người phụ nữ mà nó được thao tác như vậy, khi mang thai thì sau này sanh dễ. Còn nếu như nó tồi túng trong một gia đình mà tự mình phải lo lắng thêm việc này việc kia, thì nó làm cho người mang thai này bực bội, bực dọc, sau này sanh con ra con nó có nghiệp chướng nặng nề. Nên từ nơi đó mình suy nghĩ là dưỡng thai trong chùa mình là đặc biệt. Tại vì người ta biết tu trong chùa mình mà, người ta gia đình người ta phải có con chứ. Mình vớt cái này để làm chi? Sao nữa đẻ ra đứa bé này biết tu chợ. À, tôi nghĩ vậy đó. Không biết ai nghĩ sao, không biết, tôi suy nghĩ kỹ vậy đó. Tại vì tôi thấy rằng là ảnh hưởng của người mẹ dành cho con rất là quan trọng quý vị. Nên bên kia cũng có mấy bà bầu, bên đây cũng mấy bà nè. Nó có khi những đức đi ngang, những đức ghé, những đức hỏi thăm mà vui lắm, họ rất là vui. Nó nghĩa là vợ của ai kệ người ta, mình có giành vợ đâu mà sợ. Thấy không? Mình chỉ nghĩ cái đứa con này nó sanh ra nó biết tu, nó có đạo đức, được một đứa thì đỡ một đứa.
Rồi một đứa mà nó có đạo đức nó giúp bao nhiêu con người, một đứa mà nó ác độc thì nó hại bao nhiêu người, đúng không? Từ nơi đó những đức thấy dưỡng thay trong chùa mình là đặc biệt. Mỗi ngày cứ nghe có Phật hiệu, tội chùa mình là nghe có Phật hiệu không à. Mà có người nấu ăn sẵn hết trơn mà ăn chay nữa, nó không có cơ hội ăn mặn. Thì đứa bé này dù cái đi đến đòi nợ mình mà được thời gian ở trong chùa 5-6 tháng là tức khắc chuyển nghiệp liền. Mà mình cũng được niệm Phật, không niệm cũng niệm, tại vì đi đâu cũng nghe câu Phật hiệu. À, buổi sáng thì đi vòng vòng chùa quý vị coi, đi vòng vòng chùa ngắm hoa, nghe chim hót. Cuộc sống không cần bận tâm lo âu gì cả. Gần đẻ thì chồng đến rước gì đẻ. Còn nếu cần tôi đưa đi đẻ luôn cho. Sợ gì? Ngài hư văn mà ngài còn bồng đứa con nít đi xin sữa cho nó bú, bị người ta chửi te tua ngài còn làm được. Đối với cái cuộc đời này, thành bại không có quan trọng. Đối với cái những cái lời chỉ trích đừng có quan trọng quá, chuyện nhỏ. Con người tôi đã chịu 4 năm bị chửi để học một cái nghề. Đối với tôi những lời kích động không ăn thua gì cả. Muốn đạt mục tiêu của một đời người thì nhất định phải có chủ trương cho chắc. Một hai lời kích động đó là chuyện nhỏ không trên cuộc đời này. Nhưng mà phải nhớ rằng khi mình nói cái gì phải cẩn thận, nghe không? Nên từ đó nó quan trọng thôi. Còn ngoài ra đối với những đức không có danh lợi gì phải sợ hết trơn á. Những đức đã từng mạnh dạn nói một câu: xin thưa với quý Phật tử, trước mặt quý vị, vị tưởng đâu tôi có nhiều lắm, tôi không có gì cả. 5 năm tôi ở trên Đà Lạt cũng vậy, giống như tôi có nhiều lắm. Chùa chiền tôi đứng tên đất đai quá trời luôn, đùng một cái tôi không còn một cái gì cả. Tôi đi xuống đây tôi không có gì cả, quý vị ta thấy 5 năm trước. Không chi hơn 6 năm nay thằng Nhân Đức này còn tồn tại. Yên tâm đi. Bây giờ là xin thưa với quý vị, Nhân Đức không có gì hết, chỉ cần có một cái phòng mỗi ngày chia sẻ Phật pháp thôi. Tôi sẽ mạnh dạn nói một câu, bây giờ tôi mỗi ngày tôi chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe. Quý vị chỉ cần cho tôi cơm ăn là được rồi. Đủ rồi. Chắc chắn những đức sẽ có cơm ăn. Mỗi ngày chia sẻ Phật pháp tu rất bình yên thoải mái, không có gì lo cả. Đó là tôi nghĩ tới con đường thấp nhất của tôi thôi. Tôi không suy nghĩ chùa cao Phật lớn gì đâu, nhưng có duyên tôi sẽ làm hết lòng. Người thuận duyên là gì? Có duyên phải làm. Đừng có khoan duyên, không có đừng nên đi đòi hỏi miễn cưỡng. Tôi không đòi hỏi miễn cưỡng gì cả. Có duyên tôi sẽ làm hết lòng. Hết lòng mình sẽ làm. Tại vì một đời con người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi vậy. Phải cố gắng, phải sống làm sao có ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười chứ. Sống có ý nghĩa. Nhân Đức thấy rằng là mỗi ngày làm gì không biết, nhưng mà đem niềm vui cho người khác. Nhưng mà tối sinh hoạt chúng, chùa mình sinh hoạt chúng 1.000 người, hồi tối cả 1.000 người ngồi vậy, có ăn cái bánh nào, uống miếng nước lạnh, rồi ngồi cười ké vậy thôi. Miễn cho người ta vui gì, trong chùa đông người, có cụ già đâu phải cụ nào cũng là người tâm huyết tu trong chùa đâu. Nếu như không có một niềm vui gì, sao các cụ ở trong đây xuyên suốt được. Rồi những người trẻ đâu phải là người trẻ nào cũng là những người trẻ mà có thể ở một chỗ được. Quý vị nói đơn giản lắm hả? Có ngôi chùa nào mà ở nơi mà không đi đâu được không? Nếu như những đứa không khéo léo điều tiết, sao người trong đây có thể ở được quý vị? Họ điên á. Điên thiệt á chứ không giỡn đâu. Nó nổi loạn trong nội tâm họ mà điên chứ không có gì chứ. Người biết á, vì tham dục á, thì quay lại mà nhớ. Người chưa biết á, thì tưởng tượng nó mà suy nghĩ. Cái này mới là điên nè. Nên những đức hiểu được nguyên lý này, nên những đức mới dùng những phương pháp sống trong ngôi tam bảo mà an lạc mỗi ngày cười vui, để nó so dịu đi những cái thứ mà nặng nề trong cái nội tâm đó đó. Nên người trong đây có thể ở mà mập mạp trắng trẻo được là phải có phương pháp đó. Nếu như những đức mà không quan tâm cái việc này, đố mà người trong đây ở được cho vị biết. Tuổi trẻ trong đây rất sạch hết. Nên Phật pháp hay lắm, mình phải mở tâm lượng ra. Nói quý vị biết rằng một cái tổ chức của chùa, tổ chức mà hai bên lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, trong khi nhân sự chùa mình đâu có đông đâu quý vị. Vậy mà quý vị coi làm gọn hơn không? Rõ ràng là do đoàn kết mà ra. Mà đoàn kết là từ đâu? Thương yêu mà đoàn kết chứ đâu.
Quý vị muốn người ta đoàn kết mà quý vị không thương yêu, không lo lắng sao đoàn kết? Phải đi từ cái thương yêu lo lắng rồi dạy mới đoàn kết được. Cái này là cái quan trọng đó. Nên từ nó là một gia đình cũng vậy, muốn sống hạnh phúc là gia đình này phải có sự tin tưởng lẫn nhau, lo lắng thương yêu. Thí dụ như bây giờ vợ mình nấu ăn cho mình, dù là nấu không ngon nhưng mình không tùy tiện mình chê được. Từ cái tâm động viên đó mà vợ chồng cảm thấy thương nhau, một buổi cơm đơn giản cũng ngon. Cái hạnh phúc không phải tiền nhiều đó quý vị ơi. Có khi tiền nhiều mà không có hạnh phúc đó. Tiền nhiều cũng có hạnh phúc nữa, chỉ cần nghe Phật pháp biết đủ là hạnh phúc. Nó có phước là nó dư à, nhưng mà tâm luôn luôn biết đủ thì là hạnh phúc. Còn người tâm không biết đủ thì không tìm ra hạnh phúc đâu. Tin không tin thì thôi, tôi sống ở đây có niềm vui là gì? Tôi biết đủ lắm, rất là biết đủ, tôi không có tìm thêm nữa đâu. Nhưng nó có thì tôi nhận à. À, có mà không nhận đó là phan duyên. Tôi không có tìm thêm nhưng đến là tôi nhận. Nguyên lý sống của tôi là như vậy đây. Thí dụ như tôi không có thiếu tiền, nhưng nếu tôi có tiền, ai đưa cho tôi có tiền thì tôi cũng nhận à. Vì tôi không nhận không được. Còn chứ tôi không có đi tìm tiền, tôi không có đòi tiền, tôi không có hỏi tiền, tôi không dùng cách này cách kia kiếm tiền. Đó, tự đến thì sẽ nhận, nhận rồi sẽ dùng làm sao cho phù hợp. Đó, còn không có thì thôi. Đúng không? Nó hai chương trình lễ hai bên ào ào người ta đúng không? Chưa bao giờ tôi suy nghĩ. Xong rồi coi có dư chút đỉnh nào, chưa từng suy nghĩ. Chương trình xong rồi tôi mừng vô cùng. Xong rồi. Mừng vô cùng xong rồi. Tại chương trình này quá nặng căng. Chứ vị biết quá nặng căng. Một mình đánh trận với công chúng xuyên suốt luôn, còn cái nội bộ thì làm điều chung tay không à. Nhưng mà cái lên buổi nói chuyện và lại là điều một mình. Nếu mà mình rớt đài là mình phải chịu chặn luôn. Nhìn nên những đức nói nặng căng, nên những đức nói xong rồi, những đức nói mừng xong rồi, được một lần xong nữa rồi đó. Nó tuổi con người càng ngày nó càng lớn quý vị, nên từ nó đó phải biết trân quý với cái sức khỏe của mình để làm việc cho nó lợi ích. Những đức thấy rằng sống cuộc đời đem sự lợi ích cho người khác là thấy mình mừng, nhất là Phật pháp. Trời ơi, lễ lọc người ta về đông, cái dí Quan Âm kỳ này quá đông, cực kỳ là đông. Ở bên Đại Tùng Lâm chiến này cũng đông, vì mà bên đây nó đông gấp 3 lần bên Đại Tùng Lâm. Đông gấp 3 lần bên Đại Tùng Lâm đó quý vị. Ở nơi đây là một cái đầu não tổ chức. Khi làm việc bên kia nhưng vẫn dồn nhân sự hết về đây. Nhân sự một nơi để những đức lo lắng. Rồi xong buổi sáng họ đi làm xong quay về đây lại. Vì những đức sợ tách rời nhân sự sẽ bị ảnh hưởng. Nên gom nhân sự thành một điểm, buổi sáng đi làm việc rồi quy về lại một điểm để mà khuôn khép đi hướng dẫn. Nhân sự này mới tồn tại. Còn nếu như những đức tách nhân sự ra, nhân sự mình sẽ có vấn đề. Sẽ có vấn đề chắc chắn luôn. Mỗi người sẽ có lập ra một tư tưởng riêng biệt, nó bị ảnh hưởng. Thí dụ như quý vị coi ấy, chùa mình có cái hồ cá. Tại sao mà lấy lưới B40 mà bao xung quanh nè? Tại vì nếu không bao xung quanh thì lúc không có mình sẽ bị người ta vô bắt rùa hoặc là câu cá. Người ta lẻn lẻn vô, người ta câu cá và bắt rùa. Từ nơi đó mới mua lưới B40 bao lại. Dưới cái căn tính của mình bây giờ đi tu mà không có người bảo vệ giúp cho mình, để mà khuôn mình ở trong ngôi chùa để mà tu hành, mà thả trôi thả nổi mình, thì cũng như là trong hồ cá đó mà bị bắt đi đem đâu, đi đâu mình cũng không biết nữa. Nó đem đi mần thịt ăn đó. Nên những con người ở đây á, mà nếu những đức mà không có cách để bảo vệ cái tâm họ cho họ tu một điểm nào đó nghe, là họ rớt sạch hết trơn cho quý vị biết á. Từ nghe pháp, từ phương pháp tu, từ ở trong chùa sống sao sao, đều là khuôn khép vô vị trí hết trơn luôn đó quý vị. Đi làm bên kia xong trở về đây hết. Còn bên kia nhân sự thêm là tự bên kia mới, người mới hết. Thêm người mới. Còn tất cả người cũ ở đây phải quy về đây để luyện nhân sự thành một cái đại nhân sự mạnh. Rồi mở thêm đạo tràng nữa, cũng là từ nhân sự ở đây qua bên kia làm xong phải trở về đây. Vậy thì nó tồn tại nhân sự.
Đây là cái cách đó, những đức quản lý họ. Nhiều người nghĩ lạ quá, không phải đâu, cách này nó mới tồn tại cho con người bây giờ. Chỉ cần mình buông ra, thả trôi thả nổi là mắc đậu tâm tu là rớt đại chứ, rớt đại liền nói chứ. Nên một ngôi chùa mà nó vừa phát tiếng cái là quý thầy trong chùa đó có chừng mắc mạng đó. Người ta đem vật chất đến để cho con người mình dính vào vật chất là mắc đạo tâm tu liền không nói chứ. Nó đừng có ham cái thứ đó, chen cần cơm ăn áo bận là được. Nên quý vị biết rằng những đứa cứ nhắc chúng nhiều hoài nè, quý vị về đây á, không bao giờ cho một quý thầy nào một cái gì, hay cúng dường tiền bạc gì, hay bất cứ một người nào ở trong chùa mình mà đeo đeo thì quý vị nói chuyện. Ai mà đeo đeo theo nói chuyện, quý vị bực mình, quý vị nói một câu gì nè: cô ơi, thầy nói hoài cô nghe không, hay chú nghe không, không có đeo đeo theo tôi nói chuyện nghe chưa, tôi mét thầy á. Rồi là đứng lên đi mất tiêu liền. Từ đó về sau đố dám gặp quý vị luôn. Còn khi nhờ mua cái gì hay là xin cái gì, quý vị nói: ở đây tôi nghe thầy nói thầy lo hết trơn rồi, đừng có xin tôi, đừng có hỏi tôi, tôi có cúng dường tôi bỏ thùng tam bảo à. Nếu xin tôi hỏi tôi sẽ mét thầy đó, tôi bảo vệ ngôi tam bảo này càng ngày càng tốt. Nói một câu vậy thôi, từ đó thì sao mất dép liền, không bao giờ đi đến gặp quý vị nữa. Còn nếu như quý vị nói thấy tội nghiệp quá đi mua đồ giùm, thì mai mốt họ cứ nhờ quý vị mua giùm, mua giùm từ từ rồi phiền não quá giữa quý vị và họ sẽ đổ vỡ tình cảm luôn. Thà từ ban đầu rõ ràng, hiểu không, chứ đừng nên kéo dài về sau phiền phức. Nên trong Phật pháp nó rất hay, thí dụ những đức nói quý vị đi về đây đừng nên thân thiết ai trong đây, chứ không có nói quý vị là không quen ai trong đây. Nhớ, đừng thân thiết với ai dính mắt, chứ không phải là không quen với ai trong đây. Có nghĩa là con người nó có quen thì nó mới tu được duyên phước. Nên gặp nhau ai với đạo Phật miễn nên nụ cười, hoặc là mấy cô mấy chú ai với đạo Phật đó, vậy thôi. Chứ không có bè bè lúc nào cũng nói chuyện chơi với họ. Những đứa kêu quý vị là đừng có bè bè nhiều chơi với họ, chứ không phải là kêu quý vị không thân với họ, hiểu không? Thí dụ như bây giờ quý vị học với một ông thầy mà không thân cận là sao học? Nói với quý vị là đừng nên thân với chủ trì là dính mắt, chứ đến chùa là phải biết chủ trì, hiểu không? Phải biết, tại vì chủ chùa thì mình phải biết người ta. Còn nếu có học đạo thì mới hỏi được người ta. Nhưng đừng nên quá thân cận dính mắt, chuyện gì cũng dính vô, đừng nên làm gì. Nhưng biết và qua lại một hai lời hỏi, chào hỏi là đúng, không sai. Nó có những người đi đến chùa rớt ngay cái chỗ là nó đến sớm quá. Vừa đến một cái bắt đầu là thân nhiều người trong đây, mà những người có cái trách nhiệm làm việc trong chùa họ thân sớm quá, nên thời gian họ rớt. Họ nghe nhà đức nói họ không hiểu, họ nói vậy thì giờ nghỉ chơi hết luôn. Tự nhiên người ta thấy người này bây giờ sao đến đây lật lạc quá, thấy chưa, làm không có chung đạo. Những đức khuyên vị là chung đạo chứ không phải là kiểu vị dứt bỏ. Chung đạo chứ không dứt bỏ. Dứt bỏ thì đoạn tình thì đoạn duyên, đoạn phước. Chúng ta chung đạo là gặp nhau chào hỏi, đến chào hỏi một tiếng để có tình cảm, rồi xong chúng ta tự biết mình nên tu làm sao. Đó là người khéo sống, khéo tu. Chỉ dạy rất là hướng dẫn, kỹ lưỡng vô cùng quý vị, thấy không? Nên từ nơi đó, thí dụ như bây giờ chúng ta ngồi chia sẻ Phật pháp đi, quý vị ngồi mà gần gần gì nè, cái sức mà hấp thụ tiếp nhận nó cũng mạnh. Giống như gần bóng đèn thì nó sáng nhiều hơn, muốn ngủ cũng ngại nữa. Nó, có một cô này cô đến gặp những đức, cô thường trụ chùa, cô nói thầy ơi, con nghe thầy nói gần người trên nguy hiểm lắm, con không dám gần người trên. Nói không dám gần người trên cũng là sai, mà có tâm gần người trên cũng sai. Vậy cái tâm sao? Cái tâm tùy duyên để đến với nhau là đúng. Nó, cái tâm tùy duyên để đến với nhau thì rất đúng, rất là đúng, thấy không? Nên đừng nên nó thăng rồi mà dứt bỏ. Thăng rồi nó tự điều tiết làm sao cho nó nhẹ nhẹ lại một chút thì đúng, chứ đừng có dứt luôn là đoạn tình, đoạn tình là đoạn duyên, đoạn phước. Nên có những vị Phật tử về chùa tu đã lỡ thăng quá rồi, nghe những đức nói họ không hiểu, tức khắc họ đoạn luôn, là nghĩ qua lại luôn, vậy là họ thất bại. Tức khắc họ đi về chùa họ không còn tự tại nữa. Mình tự điều tiết cho nó mỏng mỏng lại một chút, điều tiết mỏng lại một chút thì cũng đúng. Thí dụ như có những người, người ta có bản lãnh đi, người ta đến người ta thăng rất nhanh, nhưng người ta biết con đường đi của người ta, khi người ta thăng rồi bắt đầu người ta tự nhiên người ta mỏng lên, người ta giảm lại,
giảm cái độ thăng từ từ lại. Thì người này là người phát duyên, phát phước, rồi lúc đó người ta tự điều tiết để định lại thì cũng là đúng nguyên lý đi của nó nữa. Còn nếu không thì đi từ từ, chung đạo vẫn là hay. Chơi với nhau lâu dài, bền bỉ, không có vấn đề xảy ra. Đừng nên thăng quá cái gì cũng cho nhau, cái gì cũng nói cho nhau nghe là không nên. Thế nào nó cũng có vấn đề, tác dụng phụ rất lớn. Thí dụ như mình là phái nữ, chơi với phái nữ, thăng với chị này quá, cái gì cũng nói chuyện nhà cho nghe. Một ngày nào có chuyện xảy ra, nó lại lôi chuyện nhà mình, nó biêu xấu tùm lum. Từ nơi đó mình nói vừa phải thôi, chơi chung chung thôi, đừng có đem chuyện nhà, cái gì cũng nói cho nghe. Đừng có làm là con người này là một người để mình tâm sự, coi chừng có ngày xảy ra vấn đề. Nó chở mặt một cái là nó nghịch còn ác đạn hơn là người bình thường nữa. Nên kinh nghiệm trong cuộc đời này mà sống quý vị à, chung chung đi sẽ chơi lâu dài. Như những đức nè, với hàng Phật tử ở đây nè, với những trưởng đoàn này quý vị coi, trời ơi, người ta 5-6 năm chờ người ta qua lại bình thường. Những đức ngày xưa biết một ngôi chùa, cứ là ông thầy này là đổi Phật tử liên tục mà. Thằng mới đến cái là đội trên đầu, những đức nó đội sớm là liền xuống sớm à. Đừng có đội, cứ là đi chung chung đi, đừng có đội, đội là sẽ liền xuống sớm, kinh nghiệm mà. Những đức thay đổi liên liền vậy, mới tới một cái là trời ơi, tăng bốc lên đoàn này, trưởng đoàn này như vậy. Những đức nói rớt đó trời, nó rớt đó, đừng có tăng bốc nó sớm quá, cứ chung chung đi. Nên đổi hoài Phật tử, còn ở đây chùa mình đi coi, những đức cũng không biết đổi ai nữa, tại vì có đến với ai đâu đổi. Đi về đây tu không mà đổi gì vợ, thích gì thì về, không thích gì thì thôi. Giờ tạo hoàn cảnh sẵn gì cho bị về tu an lạc rồi giờ, chứ có gì đâu mà thích hay không thích nữa. Phải chi về đây mà lấy vé tiền á, vô mua vé thì cái này là thôi, cái chỗ cái nơi này hôm nay hát không hay à, mà đi đến cái show khác, đúng không? Còn đây không có lấy vé mà còn lo cơm lo nước lo đàng hoàng nữa, còn khô hơi cạn tiếng nữa. Vậy không về thì thôi, chứ tôi làm gì, tôi phải đi nài nỉ, đúng không quý vị? Rất là rõ ràng mà. Quý vị thấy nói chuyện thấy thoải mái không? Học pháp là gì? Là cuộc sống hàng ngày, là cuộc sống hàng ngày chứ gì. Nó có những vị đau chân thì cứ thẳng chân ra thôi, làm gì lúc lắc. Nó nên từ nó đó là sao, thoải mái đi. Miễn làm sao mình thoải mái được cái tâm tư mình là cung kính đó. Nó còn nó đứng sững gì như cung kính mà cái tâm nghĩ nói đi, đau chân lắm rồi nó hoài, đó là không có cung kính gì đâu. Miễn là miễn làm sao mà mình thật lòng lỗ tai mình nghe, còn đau chân thì thẳng chân chứ làm gì mắc cung kính. Còn mệt quá ngồi xuống nghỉ lại, lại Phật mệt quá bắt lại không nổi. Miễn sao tôi thoải mái thôi à, vậy là tôi tu đó, thấy không? Bây giờ lại không nổi mà bây giờ cứ lại xuống lại anh ơi, chưa vậy thì làm chi hả trời. Thí dụ như 500 danh hiệu mình đến mình lại, mình lại được 400 danh hiệu hay 350 lại hay 450 lại cũng được, dưới khả năng con làm được nhiêu đó mà. Miễn sao con thoải mái nhất khi con ngồi đó là con tùy hỷ, con viên mãn. Chứ bây giờ nó lại hết 550 lại xong rồi nó, tôi tưởng tới đời ông cố nội tôi luôn. Vậy thì nói làm chi nữa hả quý vị? Hiểu không? Nó cái tâm viên mãn là cái tâm an lạc á, còn cái tâm phiền não là cái tâm không viên mãn. Nhớ nghe chưa? Còn tôi động viên là tôi phải động viên à. Chứ tôi, nếu tôi mà nói một câu á, lại nhiêu thì lại, thì tức khắc nó bỏ trơn, nó không lại luôn á. Hiểu không? Đó, nên từ nó phải động viên người ta. Nhưng mà ở trong cái động viên nó không có được buộc ràng, bắt buộc. Vậy thì được, đúng rồi đó. Nguyên lý hướng dẫn nó phải nắm rõ được. Nên người ta về chùa mình tu người ta thích, hầu khóa tu cũng nhẹ, vừa dặn khả năng tu. Còn quý vị thấy mà gần Tết những đức thường nhắc không? Ngày thường đi tu 2 buổi, gần Tết tu 1 buổi thôi, về nhà lo chuyện nhà đi. Vì mình tu xong mình về nhà đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc, những cái lúc cần. Người nhà ta nhìn mình đúng là người có trí tuệ. Lúc cần thì phải ở nhà, gia đình có đám tiệc, dỗ quải thì mình phải đem cái tư tưởng Phật Pháp mình học được để mình áp dụng với bà con chòm sớm đến nhà mình. Ở nhà lo gia đình dọn dẹp, gọn ghẽ, sạch sẽ. Vậy thì cái người trong gia đình nói người ta đi học Phật nhưng khi công việc ở nhà là người ta một tay người ta làm. Người này xứng đáng đi học Phật, mình phải học theo. Còn giờ đi không mà bỏ nhà bê bối, bỏ chồng bỏ con, làm cho gia đình không chấp nhận mình như vậy thì quý vị đi học Phật cái kiểu này người ta ghét ông thầy hướng dẫn dữ lắm.
Ta không có chấp nhận thầy hướng dẫn đâu, hiểu không? Đó. Từ nơi đó đó, những đức hướng dẫn rất là kỹ, chứ không có nói cái chuyện bắt buộc người ta. Còn cái chuyện mà đi về chùa mà nói mà cúng dường mà giấu chồng, nhà đức có chấp nhận đâu, không có chấp nhận cái điều này đâu. Mà Phật cũng không có chịu cái kiểu này nữa. Cúng dường là phát tâm đồng vợ đồng chồng, chứ cúng dường mà bị người ta phỉ báng gì cúng làm gì. Thà không cúng, Phật pháp mà không người này cúng thì người kia cúng à, đừng có nên phan duyên. Nên những đức hướng dẫn Phật tử chưa bao giờ có một cô nào mà bị vấn đề cái chuyện cúng dường trong chùa mà bị gia đình ghét, chưa bao giờ. Tại quý vị làm thì quý vị chịu, chứ tôi hướng dẫn rất là kỹ, chưa bao giờ phan duyên gì cái điểm này đâu quý vị. Nên những đức hướng dẫn mấy cô, mấy chồng, mấy cô phần nhiều là quý những đức, chứ không đến nỗi ghét quá. Một hai ông không hiểu, nghịch duyên nhau mới ghét thôi, chứ tôi có kêu vợ mấy ông bỏ nhà đâu. Khuyên vợ mấy ông làm tròn trách nhiệm làm vợ, không mấy ông thương tôi thôi, đúng không? Ta càng học Phật ta về càng làm vợ tốt mà. Vậy thì mấy ông phải trọng tôi chứ, làm gì ghét tôi. Phải chi mà tôi kêu vợ ông buôn xả, ông buôn xả tầm bậy, rồi không lo làm ăn, rồi đi lông nhông tối ngày thì ông ghét tôi. Còn tôi khuyên vợ ông lo làm vợ tốt mà. Còn ngày Chủ Nhật bả đi đến đây bả học Phật, bả học cái tâm an lạc để đem về, để bả quạt nồng cho ông mát mẻ. Vậy thì ông phải cảm ơn tôi chứ, đúng không? Nó trời ơi, chứ tôi đâu có kêu vợ ông bỏ ông đi tu đâu. Nên rất là rõ ràng. Nên từ nơi đó quý vị nhớ là chúng ta nếu mỗi ngày mà không niệm Phật, không nghe pháp thì những ngày trôi qua vô ích lắm, vô ích lắm. Tại vì nghe Phật pháp nó mới cảnh tỉnh được chính mình, niệm Phật nó mới có sự an lạc của nội tâm. Con người phiền não là do vọng niệm. Chúng ta lấy vọng niệm A Di Đà Phật để niệm là tức khắc nó sẽ thu phục tất cả những cái vọng niệm khác quy về thành một. Phải niệm Phật, phải nghe pháp mới phát tâm niệm Phật. Nghe pháp mà hiểu rồi thì niệm Phật mới đắc lực, hiểu không? Còn khi chúng ta đầy đủ tín nguyện rồi thì niệm Phật không cũng không sao. Nhưng tốt nhất nên nghe Phật pháp một chút, nhất là nghe quy nhất niệm Phật thôi, để nó làm cho mình có tính tâm niệm Phật. Như vậy thì phát tâm niệm Phật, tâm kiên cố, không bị người dao động được tâm mình. Phải nhớ đó, phải niệm Phật siêng năng. Nó có một công đoạn nè, có một công đoạn mà những đức đọc cái quyển sách mà của Pháp Nhiên Thượng Nhân, cái quyển sách này công nhận hay nha. Cái quyển sách mỏng thôi mà tán tịnh độ đúng là tự nhiên mình đọc cái là nó đúng tông mình, là ngộ ghê luôn. Ngày tán câu Phật hiệu lấy bổ nguyện làm chính luôn, hay. Thế tự nhiên đúng là những cái đoạn sách này đọc làm tính tâm niệm Phật thêm. Mà Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài cũng là bậc tái lai không đơn giản đâu, đọc lịch sử dữ dằn, bậc trí tuệ đại lớn mà. Có người hỏi nè, người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật hơn kém ra sao? Đáp: người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật công đức bằng nhau, không hơn không kém. Thế giới cực lạc là thế giới gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là không nhiễm. Mà cái công đức mà Phật A Di Đà tu á, đạt được, thành tựu được, đem cái danh hiệu để tiếp dẫn chúng sanh, vậy thì xuất gia cư sĩ niệm là bình đẳng, đúng rồi. Vì chúng ta niệm đây là niệm công đức của Phật A Di Đà, chứ mình có gì? Mình chỉ niệm công đức Phật A Di Đà, niệm A Di Đà Phật là để phát tự tánh thôi. Vậy thì niệm A Di Đà Phật chỉ cần là đây là cái miệng, có miệng con người hay cái miệng súc sanh gì cũng vậy chứ ha. Niệm đều là bình đẳng hết trơn á. Tại vì ngài lấy cái câu A Di Đà Phật làm bổ nguyện đi tiếp dẫn chúng sanh, nên bất cứ một cái miệng nào niệm là bình đẳng à. Tại vì đây là niệm công đức Phật A Di Đà, chứ không phải là gọi là cái thế gian này bạn làm nhiều bạn có nhiều, không phải. Mà bạn niệm A Di Đà Phật thì là công đức bằng nhau hết trơn á, không có khác. Mà ngài lấy cái câu Phật hiệu này để tiếp dẫn mình, nên mình niệm thì ngài tiếp dẫn. Phải nhớ nghe. Nên nói là người này niệm công đức nhiều, người kia niệm công đức ít. Những đức đọc tới công đoạn này, những đức chấp nhận vô cùng. Người ta đủ duyên, người ta xuất gia thì người ta niệm Phật theo xuất gia. Mình làm cư sĩ thì mình niệm Phật cư sĩ. Đó. Hạng người nào niệm Phật cũng được giảng sanh hết. Chỉ cần gầy dựng được tín nguyện muốn gì cực lạc cho kiên cố thì niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Phải nhớ đó nghe. Nó câu này hay nè.
Hỏi tiếp tục nè, hỏi chỗ này quả thật tôi không hiểu, vì sao người xuất gia không gần đàn bà ăn chay trường mà niệm Phật? Do đó rất đáng quý. Người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt, uống rượu mà niệm Phật hẳn nhiên là thấp kém, làm sao mà bằng nhau được. Ý nói là người xuất gia ăn chay niệm Phật không có vợ, vậy thì niệm Phật phải quý hơn. Còn người thế gian có gia đình, có khi còn ăn thịt uống rượu, còn gần phụ nữ, thì làm sao mà bằng? Thì câu này ngài đáp làm sao? Vì nghe nè, đáp: công đức bằng nhau không có hơn kém. Vì sao vậy? Người không biết bổ nguyện của Đức A-di-đà mới có nghi vấn này. Anh Cát Đằng, một đệ tử tại gia thuộc hạng hạ lưu của ngài, cũng mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp nhiên này cũng mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai bên hoàn toàn không khác gì nhau. Niệm Phật của pháp nhiên này với niệm Phật của anh Cát Đằng hoàn toàn như nhau. Nếu cho rằng không giống nhau là hoàn toàn không biết ý nghĩa của niệm Phật vậy. Như lấy gấm vóc mà gói vàng rồng, hoặc lấy vải dơ mà gói vàng rồng thì cũng là vàng rồng vậy. Hay không? Đặc biệt hay không quý vị? À, ví dụ cái câu sau đặc biệt, bây giờ đã là vàng rồi, quý vị lấy gấm vóc quý vị gói, một bên thì lấy vải thô, vải cũ mà gói, thì ở trong cái thật chất của nó là vàng, là vàng à. Vậy thì câu Phật hiệu này là ngày tu thành tựu rồi, ngày lấy bổ nguyện là niệm Phật để ngày tiếp dẫn. Vậy thì cái hạng người nào chỉ cần niệm Phật là thành công, công đức bình đẳng, giảng sanh bình đẳng không nói chân á. Nhưng phẩm vị cao hay thấp là do người này nhìn thấu dù cái công đức niệm Phật á, chính bản thân mình nhìn thấu buông xuống nhiều hay ít. Còn cái chuyện đầu tiên niệm Phật là tính nguyện là giảng sanh, được tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Nói gì thì ai mà không có phần hả quý vị? Ai mà không có phần, ai mà không có cơ hội? Ai người ta thấy người ta cũng có thể tu được hết trơn á. Bạn chỉ cần niệm Phật, bạn nói gì mà kỳ cục ghê. Cái người ác niệm Phật cũng giảng sanh, người bất hiếu với cha mẹ niệm Phật cũng giảng sanh, người làm việc phá giới mà niệm Phật cũng giảng sanh. Quý vị nói cái người ác, cái người bất hiếu với cha mẹ, cái người phá giới mà đi niệm Phật hả? Vậy mà cái người này quay đầu niệm Phật, quý vị nghĩ cái người này đơn giản hả? Quý vị coi những con người ác, quý vị kêu họ niệm Phật họ niệm không? Cái người mà phá giới, quý vị kêu họ niệm Phật họ niệm không? Họ không niệm. Nếu như họ chịu niệm thì họ sẽ được tiếp dẫn. Mà nhớ là họ chịu niệm thì nhất định họ sẽ sửa sai, đúng không? Hả? À, trời ơi, nói đùa. Mới nghe thì nói tưởng đâu là nói tào lao. Nhưng cái lý của người trí tuệ người ta đâu có đơn giản trời. Quý vị nói cái người ác, quý vị coi ông chồng quý vị ở nhà mà chưa ác gì mấy kêu ông niệm Phật niệm không? Không. Không niệm đó. Chưa ác gì mấy mà còn không niệm nữa kìa. Chứ đừng đi chi kẻ ác mà đi niệm Phật. Ác mà niệm Phật thì làm gì mà không được thành tựu. Người ta ác mà người ta ác lúc trước, bây giờ người ta niệm Phật là người ta không muốn ác nữa, đúng không? Không muốn ác nữa. Nên từ nơi đó rồi cái quan trọng vô cùng luôn, nó rất là quan trọng. Nên từ nơi đó đừng bao giờ mà nói rằng là cái pháp môn tịnh độ này nó khó khăn quá, tu nó khó khăn quá, thấy không? Vậy thì làm sao nói cái pháp này đại thù thắng? Làm sao mà nói cái pháp môn tịnh độ này đại thù thắng hả quý vị? Nên có điều này chúng ta chia sẻ một chút xíu nè. Riêng chùa mình từng chủ nhật nào cũng có hàng tăng ni về chùa mình để niệm Phật. Những đứa thấy có khi một con sâu làm sầu nồi canh quý vị. Như mình nên xem lại, những đứa thấy có khi kỳ. Bây hổm lễ quý vị, chú Kiệt này ông quay phim là ông để những đứa coi lúc cúng dường trai tăng. Có nhiều người Phật tử cư sĩ người ta phiền não với một số người ở đâu mới tới, cũng là tăng mà ở đâu mới tới ngày lễ vì nên mới nói con sâu làm sâu nồi cánh. Người ta đem lại người ta cúng dường thì mình ngồi đàng hoàng đi, tại vì mình là người xuất gia, mình nhận cúng dường, mình tu hành, người ta cũng có phước nên người ta muốn tu phước người ta cúng dường. Một cái ngày lễ á,
nhiều người lạ lạ đến, mình đang nói đây để kinh nghiệm nha. Mình nhìn những cái dạng đó nó làm cho ảnh hưởng, giống như một con sâu làm sầu nồi canh đúng không? Người ta cũng vừa mà chụp trên tay, người ta giật trên tay người ta, người ta phiền não quá, ta nói người ta bỏ đi, ta không cúng nữa. Ngồi đi, người ta cúng, cái bà đó bà nói ngồi đi tôi cúng làm gì mà giật 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 trên tay tôi, kỳ cục quá. Cái này là nên suy nghĩ lại quý vị, cái hành động này nó quá kỳ. Ngoài đời đi giật đồ thì cũng phải bịt mặt, hoặc đeo khẩu trang, hoặc là chợp cái chạy, đó là cái giật đồ. Còn cái này giật đồ mà được ký tên hả? Giật đồ mà cho phép hả? Vậy ông là thầy chùa đi giật đồ cho phép phải không? Hành động này là hành động thất bại. Vậy thì cái con người như vậy niệm Phật có giảng sanh không? Những đức nói bảo đảm con người đó mà niệm Phật á, mà giảng sanh là do gì? Con người đó niệm Phật muốn giảng sanh. Còn nếu như con người này niệm Phật mà vì muốn kiếm tiền là không giảng sanh. Quý vị muốn giảng sanh hay niệm Phật kiếm cái gì? Niệm Phật để kiếm tiền là khác, niệm Phật để muốn giảng sanh là khác. Cái pháp nhiên thượng nhân này nói là người này ác, người này phá giới, nhưng người này niệm Phật muốn giảng sanh. Nên được giảng sanh là do gì? Muốn gì cực lạc mà niệm Phật. Còn chúng ta niệm Phật là vì tiền, vì danh là khác. Vì cái đó thì quý vị sẽ hướng về đó. Tướng do tâm sanh. Nguyên lý này quý vị phải nắm cho rõ nghe. Chứ không phải tôi nói rằng là người hư hỏng phá giới mà niệm Phật cũng giảng sanh. Pháp nhiên thượng nhân nói, không phải tôi nói đâu. Nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị nghe rằng người này niệm Phật có tâm giảng sanh. Còn nếu như người này niệm Phật mà vì tiền, vì danh là không có giảng sanh đâu. Họ niệm Phật vì tiền, vì danh mà. Cái người mà pháp nhiên thượng nhân nói niệm Phật là vì muốn giảng sanh. Tuy tôi làm sai làm ác, nhưng tôi niệm Phật tôi muốn giảng sanh. Như vậy thì cái nguyện lực A Di Đà tiếp dẫn hết. Vì người này muốn giảng sanh, muốn về thì được về. Nhớ đó. Còn bạn không muốn về, bạn ngồi bạn niệm Phật một chút để mà bạn kiếm tiền, như vậy thì bạn là kết duyên chứ không có giảng sanh. Thì tôi nói rõ ràng đó nghe không? Nó, cái gì nó rõ ra nghe đó. Nên từ nó đó tôi xin mong quý vị, có những người nói thẳng như vậy thì đừng nên bao giờ bực bội. Khó tìm ra lắm á. Tôi không có ý chăm chích người khác đâu. Cuộc đời tôi cũng muốn giảng sanh mà tôi chăm chích người khác làm cái gì? Nhưng mà chúng ta theo bạn chơi cũng nên kinh nghiệm. Ngày xưa tôi chưa đi tu thôi, thằng bạn nào mà quá đáng bậy bạ tôi cũng không chơi chung nữa. Nó thật sự thằng này ngày xưa ăn nhậu nè, mà nếu chơi với thằng nào mà ăn nhậu mà lầy mà về quýnh vợ quýnh con là những đứa không chơi chung á. Nó ít gì bạn của những đứa cũng có bản lãnh tương đối á, chơi cũng phải nghĩa khí một chút. Làm lụng dù giác bao đi chăng nữa, chiều anh em đi uống bia thì cũng là có bản lãnh. Chứ ngoài ra mà đi trộm cướp của người ta mà đi uống bia thì chuyện này tôi không chơi với bạn đâu. Cuộc đời tôi không chơi như vậy. Không chỉ chúng ta là người tu, chơi với bạn cũng nên rút kinh nghiệm. Một đoàn thể mình đến mà nếu đoàn thể nó lạng quạng quá, đứng lên đi ra ngoài, không thể nào hòa nhập cùng với đoàn thể đó được. Hiểu không? Còn lúc tu thì tu chung. Nhưng chúng ta mỗi một người có phương hướng khác nhau. Nên chùa mình có một vị già thầy lớn tuổi phải không? Ông ngồi đây quay phim lại. Buổi sau là Như Đức nói, ông lần sau mà còn nữa là Như Đức xử lý ông. Cho ông biết, người ta cuộc sống không ổn định, người ta ngồi người ta nhận cúng dường, còn ông ở đây ông nhận làm gì? Tôi đâu có kêu ông nhận để bỏ thùng tam bảo đâu. Lần sau mà ông ngồi là tôi xử lý ông. Cho ông biết, đừng có nói đùa. Thấy không? Vì thầy già đó xử luôn. Quý vị nói đùa với những đức hay trời. Nó nên có những cô những chú bên cạnh những đức thấy những đức dễ dễ, những đức nói cẩn thận, con người này dao hai lưỡi đó, nó quay bất tử đó, chứ không phải nó đùa với nó đâu trời. Người những đức bất tử lắm á. Ừ, rất là bất tử, đừng có nói mà khơ, nó quay ngựa bất tử vậy đó. Nên từ nơi đó mình những điều những đức chia sẻ đây quý vị kinh nghiệm đi. Sau này có đi nhận cúng dường ở đâu gì nữa, nguyên một cái dạng mà gọi là lãng quạng lưu bu, chúng ta đừng ở trong đó. Thật sự mà nói, cuộc đời mình làm tăng làm ni này, yên tâm đi, đệ tử mang hình thức của Phật, không có đói đâu, đừng có sợ, không có đói đâu. Sau này hòa thượng xây ở bên kia có hai cái vị trí cho chư tăng ni về tu đó. Nếu như những vị mà nghe những đức nói, quý vị có cảm giác một chút, quý vị nên về đó tu đi. Cuộc đời con người thật sự quý vị, nếu chúng ta thật sự đi tu vì giải thoát, chúng ta không cần đi nhận tiền cúng dường gì đâu. Nhưng mà vì chúng ta chưa có được cái duyên,
Nên bây giờ mình vì cuộc sống mà mình phải nuôi thân và mà để tu nè, mình cần. Nhưng nếu như mà có một cái nơi mà ta hộ trì cho mình để mình tu, không có đi nhận của ai vẫn là sướng nhất. Mười mấy năm nay nè, có cảm giác nè. Nên những đức mong những người xuất gia của mình được hưởng gì đó. Nó bây giờ Hòa Thượng xây hai dãy nhà thiệt lớn đó, nhìn cao cấp vô cùng luôn. Mà ở đó chúng những đức lo. Vì cứ yên tâm đi, những đức lo cho chúng quý vị sẽ sống được. Đặc biệt lắm, người nào những đức nuôi cũng mập hết chứ nha. Mập đạo á, có tu á, chứ không phải là mập lười biếng đâu. Lười biếng là không có chịu nổi những đức đâu, cho quý vị biết đó. Nên từ nơi đó sau này đủ duyên về đó đi. Nó đủ duyên về đó đi quý vị. Nên những đức phiên quý Phật tử nhiều khi về chùa ngày Chủ nhật, quý vị cũng dường chưa tăng ni một chút. Vì sao? Vì người ta ở nó riêng biệt quý vị ơi. Nên bây giờ Hòa Thượng xây vậy rồi, mình rủ người ta về vậy đi. Chứ xin thưa quý vị nha, những đức cũng là người xuất gia chứ. Thật sự mà nói, nhìn thì mình cũng Iran, người ta có khác gì đâu. Khi tu xong rồi ngồi xuống, rồi xong rồi quý vị đến quý vị cúng dường, lương tâm những đức cũng thấy đau lòng chứ. Nhưng mà chúng ta không làm như vậy thì không được. Vì mỗi một người có nhân duyên khác nhau quý vị à, chứ không ai đi châm biếm ai bao giờ chứ. Nên mong hàng Phật tử đến cúng dường cũng phải có tâm cung kính đi quý vị. Dù cỡ nào cũng là hình tướng của Phật, hiểu không? Đây là nói tặng đáy lòng mình rồi đó. Ừ, chứ không có một cái ý gì đâu. Nhưng mà cái gì phải nói cho rõ ràng. Phật tử bây giờ cũng đừng nên mắc tính tâm. Tại vì mỗi người có nhân duyên khác nhau quý vị à. Nhân duyên khác nhau. Nhưng nếu gặp tịnh độ này mà phát tâm tu là có cơ hội giải thoát. Nó, gặp tịnh độ này mà tu là có cơ hội giải thoát chắc chắn luôn. Nên những đức nói rằng, với mấy anh em trẻ trong chùa, những đức nói, nếu như cha mẹ của mình mà thấy mình đi tu, những đức ở bên kia những đức thấy, có những khi mình thấy đúng là cái duyên mình đi niệm Phật cũng có duyên phước lạ. Quý vị biết rằng có khi ngồi ở vị trí nhà vệ sinh, khi ngồi ở nhà ăn, khi đứng ở ngoài lề đường ấy, phía sau mà từ Ni Viện Thiện Hòa với Đại Tùng Lâm ở cửa đó đó, đứng mà cầm cái bát ngoài nắng gì mà người ta bỏ ngàn hay ngàn vô. Những đức nói nếu mà cha mẹ mình mà thấy con đi tu gì, bổn phận cha mẹ chắc không có hiểu gì nhiều, nhưng mà thấy gì là thấy đau lòng quý vị. Nếu mình làm cha làm mẹ mà thấy con mình vậy mình đau lòng lắm, chịu không nổi đâu. Nên các cô các chú vô chùa mình tu, họ sống có ý nghĩa, mà họ sống dù là cư sĩ mà đặc biệt lắm. Nên đây là cái điều mà những đức nói rằng đúng là phước duyên mọi người khác nhau. Đây là những đức thấy rõ ràng luôn đó. Vì cuộc sống mà khổ vô cùng luôn, không phải dễ đâu, nên chùa mình phải trân quý. Nên hàng cư sĩ tuy người ta tu không nhiều, nhưng mà có khi người ta làm lụng, người ta có cuộc sống để người ta tu, rồi người ta còn biết cúng dường nữa chứ. Nên Phật mới nhắc chúng ta một câu: một hạt gạo nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lóng đội sừng mà trả. Cẩn thận mấy vị ơi, ít gì cũng phải có một cái pháp tu giải thoát gì, chứ không có lông nhông được đâu. Một đời đi qua mau lắm, nó đến lúc rồi sao? Có nhiều người tăng chết, trời ơi, chết thảm lắm mấy vị ơi. Ở những ngôi chùa mà có những vị tăng mà chết, chết xong rồi 2-3 tiếng liệm, không ai biết cái gì chứ. Tại sao không tìm một cái nơi mà có người lo lắng cho mình quý vị? Hòa Thượng bây giờ ngày xây 2 dãy nhà rồi đó, suy nghĩ đi. Trời ơi, các nhà mờ về ở mà không về nữa thôi vừa tội à. Không, không cần cầm tiền bạc gì, có người lo hết. Đến già chết luôn, hộ niệm đàng hoàng lo lắng hết. Những đức thích làm như vậy đó. Bây giờ Hòa Thượng ngày phát tâm ngày xây rồi đó, mình có cơ hội để mà mình nhận người xuất gia rồi đó. Nó, mà cái ngôi chùa đó sau này nó sẽ có một cái bệnh viện lớn ngay chỗ đó luôn. Bệnh hoạn đều có bệnh viện kế bên luôn. Không, nó từ nơi đó. Nên những đức nhắc từ bây giờ đó, suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có để một đời này lún quá. Trời ơi, tôi mà đi tu mà vì cái chuyện cuộc sống là tôi sẽ không bao giờ đi tu. Tôi xin thưa quý vị một câu mạnh dạn luôn đó, tôi sẽ không bao giờ đi tu vì cuộc sống, vì tôi có thể làm cư sĩ ngoài đời được mà. Đây là nói thật lòng á. Nên chúng ta cuộc đời mấy chục năm quý vị, mai mốt chết rồi không nói được đâu. Nên nói những lời thật lòng như vậy cũng nên nói. Nếu người ta nghĩ rằng những đức chăm chích người ta thì quý vị nghĩ sao chuyện của quý vị. Nhưng đây là những lời rất thật lòng, nếu những người nào hữu duyên có thể nghe được. Nên suy nghĩ kỹ lại đi. Một mình không sống bao nhiêu đâu. Như cuộc sống của những đức,
Một tháng cuộc sống của Nhuận Đức chỉ cần có 700-800 ngàn là sống được rồi. Nhuận Đức sống một tháng 700-800 ngàn, nếu mà có một chỗ ở, tháng sống được 700-800 ngàn đủ sống. Nên Nhuận Đức khuyên quý Phật tử, ví dụ như bây giờ chùa mình mỗi tuần quý vị cười chút cúng dường chư tăng ni, Nhuận Đức bỏ bao thư 100 ngàn nữa, một lần mà cúng mà một người được 300 ngàn một tháng, thấy sống được để niệm Phật anh. À, có nghĩa là mình hộ trì cho người ta niệm Phật nhiều thôi, sống gói ghém một chút nghe không, chứ xài phí thì bao nhiêu mà đủ. Mình là người tu xài nhẹ nhẹ thôi nghe không, để tu thôi mà. Nhuận Đức thì 700-800 ngàn là đủ sống, ngày 3 buổi cơm đơn giản, không ăn thêm cái gì, không uống thuốc men gì hết, cũng không đi đâu. Nó còn nếu như đổ xăng thì chắc thêm 100 ngàn, đâu chạy đi đâu chơi đâu nghe không, còn xô nhiều quá thì phiền phức nghe không, phiền. Đó là những điều chia sẻ đó, khi pháp môn Tịnh Độ này mà có thể bất cứ một người nào quay đầu cũng có thể thành tựu nè, quay đầu là thành tựu được nè. Dù là thật hay giả gì mà niệm Phật là thành thật à. Chúng ta đừng có nói là nhìn hình thức đó thật hay giả hay trời, chịu niệm Phật muốn giảng sanh là giảng sanh. Ngộ lắm, pháp môn niệm Phật này lạ lắm, giả mà niệm thật thì cũng thành thật nữa, còn thật mà không niệm thì cũng thành giả. Nên pháp phổ độ vô lượng chúng sanh mà, gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu mà, đúng không đó. Nên bất cứ một hạng người nào chỉ cần quấy đầu chịu niệm Phật giảng sanh là thành tựu cuộc đời này liền. Nhuận Đức từng nói rằng ai hư bằng Nhuận Đức, phải đời là thôi, nói hoài nói cũng không hết cái hư của mình, vừa hư bên ngoài mà vừa thủ đoạn luôn bên trong. Chơi thủ đoạn nhiều cách, nói chuyện đi chơi ngoài xã hội, nghèo mà chơi có số, quý vị nghĩ sao? Trong túi có 5 triệu, bỏ túi riêng 3 triệu, còn để trong bóp chính 2 triệu. Ăn nhậu xong rồi móc cái rẹt, lấy 2 triệu quất cái bạch, còn nhiêu trả hết, phụ mấy anh em. Mấy thằng bạn xung quanh nói, tao kính mày, thì mày nghèo mày không có tiền mà mày chơi hết tiền luôn. Còn tao chơi thì không thể nào hết tiền được. Ngày mai mày ăn cái gì? Nhuận Đức nói, ngày mai tính sao, bữa nay thì lo bữa nay. Nhưng thật sự còn 3 triệu trong cái túi riêng. Như vậy nghĩ, vừa muốn có cái số mà vừa biết lo cho mình riêng biệt, vậy mà mười mấy năm cũng không có gì đâu quý vị ơi. Xạo gì đi chăng nữa cũng không có được cái gì, bên Tàu đổ bên Tây. Khi dùng cái miệng ngọt ngào vuốt ve người này để kiếm chát thì đem cho con kia. Quý vị coi. Nên ngoài đời nói câu lấy thằng này lo thằng kia, bên Tàu đổ bên Tây, cuối cùng mình chịu nạn. Khổ ghê luôn. Mấy thấy không, tôi mười mấy năm nè, được cái gì đâu, chỉ cuối cùng chỉ có chân thật thôi là được. Đây là bài học tôi đã học mười mấy năm cho thành phố mà. Tôi tính toán đủ thủ đoạn tôi chơi với bạn bè. Tôi muốn chơi có số mà tôi phải chơi làm sao phải hơn người khác. Nó đủ cách hết trơn. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không có được một cái gì hết trơn. Tôi thấy rồi, chỉ có học được cái chân thật mà. Nên Nhuận Đức mạnh dạn nói một câu, thông minh như Tào Tháo vẫn có kẻ thông minh như Tào Tháo. Chỉ có thật lòng như Lưu Bị thì ít có ai thật lòng. Nên thông minh thì có nhiều người thông minh, cháo chở có nhiều người cháo chở, nhưng thật lòng lại hiếm. Nhưng mà quý vị coi, người thật lòng nhiệt tình, người này không bị mai một đâu, yên tâm đi. Nhiều người tin tưởng người ta lắm. Nên học cái thật lòng chân thật chẳng là hay. Nên từ khi tôi đi tu tới bây giờ, những thủ đoạn này kia tôi đoạn bỏ hết, lòng nhiệt tình. Tôi thấy rõ ràng mười mấy năm thành phố, mười mấy năm tôi đi tu, tôi thấy mười mấy năm đi tu tôi đã có kết quả. Cứ con đường này mà tiếp tục mà đi thì đem cái này ra để chia sẻ. Con đường này là trải nghiệm chứ không phải là qua sách vở. Nếu tôi chỉ có qua sách vở thì lời này chưa thật đâu. Nhưng tôi lấy chân thật để áp dụng trong cuộc sống đó. Nên quý vị nghe Nhuận Đức nói chuyện Phật Pháp không có cao siêu gì hết trơn. Cao siêu quý vị cũng không hiểu đâu. Cao siêu cũng không hiểu đâu bạn à. Nghe hay lắm, không biết cái gì.
Từ đó nói đơn giản dễ hiểu nhất đi. Hôm qua gặp một cái cô này, chàng tuổi khoảng 30. Bởi vì không, những đức mà nói trước cái vấn đề này. Cô đi làm ở công ty, chồng đi làm chỗ khác, vô công ty làm. Vô công ty làm bắt đầu là có một cái thằng theo đuổi. Cô nói con không có thương cái thằng đó gì thầy ơi, nhưng mà nó theo đuổi giết rồi con. Bữa đó nó hẹn gặp là con muốn nói thẳng là anh đừng theo đuổi tôi nữa, tôi có chồng. Tự nhiên gặp bữa đó rồi con dính nó luôn thầy ơi, chịu không nổi, cuối cùng thoát không khỏi dòng dây. Rồi Vinh Đức hỏi rồi sao? Rồi cái bà nói thì mũi tên nó bắn trúng một con chim. Rồi cô gớt đài. Rồi sao nữa? Bắt đầu bà nói thì từ đó về sau kẻ cầm cung kia cứ thường bắn. Rồi sao nữa? Thời gian con có mang, con cũng không biết là mang với chồng con hay mang với thằng này nữa. Trong lòng con rất buồn và cuối cùng con đi phá thai. Những đức nói phải gặp những đức trước thì đứa bé này đâu chết. Hỏi sao? Thầy cứu nó bằng cách nào? Những đức nói thì quy về cho cái thằng cưới đi, quy về cho cái thằng chồng thiệt, nghe không? Tại vì mày có gánh thì mày có chịu, mày cưới nhầm con vợ vậy thì mày phải gánh thôi, hiểu không? Có khi mình lo làm ăn mình không có dạy nó đàng hoàng thì bây giờ người phụ nữ người ta yếu bóng vía, nó cứ theo nó vuốt ve hoài sao chịu nổi chợ. Không phải mình chết vợ mình mà mình nói là mình là người đàn ông mà có khi mình bỏ bê vợ quá, lo kiếm tiền mà bỏ bê vợ quá thì nó cứ khỏi mỏ hoài thì dính chứ sao, đúng không? Tại người phụ nữ hay người nam gì cũng vậy chứ á, nó lửa gần gơm lâu ngày cũng phật. Nên từ nơi đó thấy chưa, không biết cổ còn ngồi đây không nữa. Hôm qua gặp đó để nhìn có câu đó không, kìa bả ngồi kìa. À, nói đây cho cô tiêu nghiệp á nghe, nó nói đây cho tiêu nghiệp á. Chứ cũng không biết ai tôi chỉ gì, tôi đâu có chỉ ngay ai đâu trời. Bao la con người đâu phải có hai người đâu mà tôi chỉ mà dính ai, đúng không? Nó thấy không? Nên nói để cho nhiều người có kinh nghiệm, thấy không? Nhưng Đức đã từng nói một câu rồi, đi làm kiếm tiền mà xa gia đình quá, coi chừng có tiền mà lại mất vợ mất chồng á. Vợ chồng phải thường hâm nóng, mà hâm ở đâu? Hâm ở trong chùa mình á, mỗi tuần thứ bảy á, nó hâm giáo dục, hâm đạo đức thì nó mới tồn tại. Chứ ở nhà mà nó gặp nhau mỗi tuần đi uống bia uống rượu, nó cũng không có đạo đức gì đâu. Hâm ở trong chùa mình á, thứ bảy á, chủ nhật á, hâm trong đó đó. Nhưng con người nó tin nhân quả rồi nó sẽ nghiêm túc đàng hoàng, thấy chưa? Trời ơi, bả buồn vô cùng. Như Đức nó thôi, những chuyện đã qua thì cho nó qua đi, bây giờ quay đầu làm lại từ đầu đi, thấy không? Mình phải nói cho người ta cơ hội chứ. Chứ bây giờ mình kêu người ta sám hối buồn phiền, người ta nặng nề trong tâm ta, đúng không? Mà nhận Đức phiên bây giờ từ hôm nay quyết định buông này ra, đủ rồi, nhiều thôi, thấy không? Rồi bây giờ kiếm chỗ làm chỗ khác đi, hoặc về nhà buôn bán, hoặc làm chỗ nào gần chồng mình để có thằng chồng ruột nó hỗ trợ, còn thằng kia thằng chồng ghẻ. Ruột với ghẻ cái nào quan trọng? Lột ghẻ thì còn sống chứ cắt ruột thì bỏ mạng đó con. Mày bỏ ruột đi. Nên mấy bà lạng quạng đi. Rồi cuối cùng mấy bà cũng tìm ruột à. Ruột chịu đạn không à, chứ ghẻ nó không chịu đâu, nghe không? Đừng có dạy. Nó nhớ nghe, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Những Đức nói với cổ và cũng nói với nhiều cô đây. Những Đức nói
Nó cũng có vậy à. Nó có khác cái gì đâu. Chứ nó có khác cái gì đâu. Cũng là hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, một cái bản thân này thôi. Chứ nó có lạ cái gì đâu mà nghĩ nó lạ được thử. Cái của mình nó mới chắc chắn, không bị sida. Hiểu không? Nói thì cười cười vậy đó mà sự thật không? Thí dụ giờ mấy ông này, vợ của mình, mấy ông thấy chắc chắn không? Vợ của mình nó mới chắc chắn chứ. Tình nghĩa nó quen hơn. Nó là lia thia quen chậu mà vợ chồng quen hơn, nó quen hơn. Còn lâu lâu mình kiếm cái hơi lựu đạn coi chừng dính sida bỏ mẹ đó, không có giận đâu. Đó là trời. Nói chuyện thôi thô thô vài câu đúng không? Bởi vì nghĩa là mình đừng có dại quá, cuối cùng con người của mình nó bị mất trắng luôn cái cuộc đời mình, đúng chưa? Nó nên mấy bà đi làm gặp mấy cái thằng mà theo đuổi chồng chồng này, tao có chồng rồi đó mày. Thầy gặp mấy cái thằng vậy là mà nói chuyện vậy, tao có chồng rồi đó. Hoặc là chị có chồng rồi đó em còn bé lắm. Nói cái hết hồn luôn á, hiểu không? Em còn bé lắm, đừng có chọc chị nghe chưa. Chồng chị nó vô côn lắm á, quýnh em đó, nghe không? Chạy chỗ khác mình đi, đi mở lời chi trời. Đi làm bộ như mình chưa có chồng, rồi người ta chọc cái thoảng thẻn rồi trời. Đó nó tiến tới luôn đúng không? Nên thôi, cuối cùng nó không hạnh phúc gì đâu. Xong cái nói chuyện với cậu, cậu nói bây giờ nó hâm con thầy ơi. Nó nói là nó sống với con, nó quay phim lại hết rồi. Nếu bây giờ mà con mà bỏ nó là nó đưa phim lên mạng. Những đức nói nó đưa phim lên mạng kệ nó. Mình gan dài keo, cái thằng đàn ông nó thường hù dọa, mình sợ nó mới hù. Còn mình không sợ là nó không dám hù. Thường là người phụ nữ khổ đau là do gì bị dọa mà đeo theo hoài. Nên mình phải mạnh mẽ lên. Từ khi là mình thương, từ khi người đàn ông này có nhân cách, từ khi người đàn ông này bản lãnh, đúng không? Mình thương. Còn người mình không thương mà bị dọa là mình dứt luôn. Muốn cái gì muốn đi. Tao thà tao khổ nhiều tao không khổ nữa, đúng không? Mấy cô chấp nhận không? Đúng là sở khanh. Đến với người ta rồi, bây giờ người ta chia tay mình thì chia tay, chứ làm gì dọa người ta chợ. Đừng có nên chơi như vậy, chơi vậy hàng lắm, đúng không? Mình đã đến với người ta rồi, không cho người ta ăn cắt nào hết trơn, mà bây giờ mình còn dọa người ta, đúng không? Còn rồi đưa người ta lên mạng đồ này kia, mình nghĩ là chơi vậy là sở khanh lắm. Thế nào cũng gặp độ rồi. Ừ, thế nào cũng gặp độ. Nên từ nơi đó mình mà gặp những cái dạng đàn ông đó phải không? Dứt luôn. Rồi, anh thích như thế nào anh cứ làm gì đi. Thích như thế nào anh cứ làm gì đi anh. Vì sao? Vì anh không đáng mặt để tôi chơi với anh. Ngày xưa đứa này bị mù không thấy anh. Nên từ nó bây giờ thấy rồi bộ mặt thật của anh rồi. Được rồi, từ hôm nay đừng nên gặp nhau nữa. Anh muốn làm gì thế thì làm. Dù cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng là tình bạn đi. Anh phải để cho tôi có hạnh phúc gia đình tôi chứ. Vì tôi có chồng rồi, tôi lỡ dại tôi làm chuyện này là tôi sai với chồng tôi. Vì đạo đức làm người tôi không đúng. Nên anh để cho tôi quay về với chồng tôi, sống cho đàng hoàng. Anh nên chúc mừng tôi hạnh phúc. Thì chúng ta vẫn còn là một cái tình người một chút. Còn anh làm như vậy đối với tôi thật là sai lầm, vô cùng ngu si. Nhưng mà tôi không nên ngu si nữa đối với anh. Vì anh là cái bộ mặt người đàn ông không xứng đáng. Cho nó một bài học xong chúng ta bye bye nè. Không, không nên bị nó dọa mà khổ lâu dài. Ngu gì chúng ta bị nó dọa khổ lâu dài. Nên người đàn bà mà quay lại tư tưởng của đàn ông một chút vậy đó. Có bản lãnh một chút, hiểu không? Cô nhớ nha. Đây là cái hướng dẫn quá nhiệt tình rồi đó. Không có thầy nào giảng kiểu này đó không? Thầy nào giảng kiểu này. Nó vừa bảo vệ cho đàn ông mà bảo vệ cho đàn bà, đúng không? Còn cái gì thì tình thương là do gì hai bên thương nhau thôi. Không đâu ai ép ai đâu. Còn mình không có được ép buộc người ta, mình không có được mà hăm dọa người khác, đúng không? Cái đó là đi ngược lại pháp luật. Nếu mà đụng tới pháp luật là anh bị bắt. Ép buộc người khác. Với những cái trò chơi ngoài đời bây giờ mà quay phim người ta rồi ép buộc người ta, đây là tội bỏ tù rất là nặng.
Tội này là tội hiếp đáp người khác, bỏ tù nặng lắm. Nên bây giờ mà điện thoại á, khi điện nó có quay hình lại, cẩn thận. Cẩn thận cái việc điện thoại đó đó. Khi quay hình lại mà khi mình đi tắm hay là mình thay đồ gì đó, điện thoại đừng có bật lên. Tại vì bật lên nó thu hết tất cả hình ảnh của mình, nó dọa mình, nó có không có. Những đứa đã gặp một cô đến đây, hai vợ chồng dẫn đến đây, chịu 3 năm chờ bị dọa. Mỗi lần nó kêu là phải đến với nó, rồi cầm tiền gia đình đem đến cho nó. Nó nói nếu như mà không đem đến là nó sẽ đưa hình này lên mạng. Bây giờ nó ưa chơi cái trò này lắm, ưa chơi cái trò này lắm. Nên con người nó bây giờ nó dùng mọi thủ đoạn, nên mình phải cẩn thận nha quý vị. Thôi xài điện thoại trắng đen nhắn chắc ăn, nghe gọi được rồi đúng không, bấm chi tùm lum thôi. Nên những điều như Đức chia sẻ đây nó có trong cái cuộc sống, mà để chúng ta áp dụng trong cái con đường tu của mình á. Cái cõi đời này Phật nói là ngũ trược ác thế mà. Nên mấy bữa trước những Đức có nói một câu á, sống ở cõi đời này hơn thua đấu đá tranh giành là chuyện bình thường. Vì sao? Vì đây là cái cõi ngũ trược ác thế, nghe không? Rồi cái chuyện mà con người hư hỏng là bình thường. Vì sao? Ngũ trược ác thế. Nên mới cái pháp môn tịnh độ này mới độ được họ nè. Chứ nếu như bỏ môn tịnh độ này còn cái pháp nào độ được chúng sanh bây giờ? Vì coi còn cái pháp nào không? Không có đâu, Phật nói không có đâu. Trong thời mạt pháp chỉ còn niệm Phật mới thành tựu thôi à. Đó, nên bây giờ cố gắng niệm Phật đi, mình hư lắm. Không niệm Phật thì không còn cái pháp nào cứu mình đâu quý vị. À, nhiều cô ở đây cũng chằn lửa lắm á. Niệm Phật từ từ hiền rồi đó. Mấy bả mà đưa buông á, bà cũng chửi sùm. Niệm Phật chứ nhiều khi cũng còn hung dữ lắm á. À, niệm cho hiền đi, đừng có hung dữ quá nha. Khi sân si lên mặt thấy ghê lắm. Đến chùa thì nhìn mặt hiền lắm á. Ngày mai đi về nhà đi làm nữa cái mặt. Có không? Có. Chưa có thì thấy chưa. Nên ngày mai đi làm, mốt đi làm á. Bữa nay đi đến chùa, ngày mai về còn cười. Ngày mốt còn cười, bữa kia nó lạc lạc rồi, bữa kia này, này hết năng lượng rồi. Hết năng lượng rồi, sân si rồi đó. Nghe không? Nên nó tập đi, tập mỗi ngày biết nạp năng lượng đi, nghe không? Nạp năng lượng mà cách nào? Mỗi ngày ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Cứ thường xuyên niệm đi. Buôn bán cái gì cũng biết mà rảnh á, cái tay thì bấm số. Nếu rảnh á, cái miệng thì niệm Phật. Rảnh cái tay thì bấm số niệm Phật luôn. Còn nếu cái tay làm thì cái miệng nó rảnh thì niệm Phật. Còn cái miệng này mà nói chuyện á, thì chúng ta làm sao thì phải nói chuyện thôi. Chứ sao nữa, cái tai làm cái miệng nói luôn rồi giờ sao niệm Phật. Vậy thì khi lúc nào mà rảnh thì chúng ta phải niệm Phật liền ha. Niệm Phật là một phương pháp tích tụ năng lượng đặc biệt nhất, đừng có bỏ nghe. Nói bây giờ vì coi làm việc suốt mà nó thể làm việc được cho quý vị gì là giờ gì niệm Phật chứ gì. Hồi sáng tu thờ ấy có đủ năng lượng nè mới nói chuyện được nè, thấy không? Ngồi nói từng câu từng chữ, nói hoài, nói vì nó nói hoài, lên đây nói, lên đây vài câu thôi, bước lên cái là sao? Cái gì mà nó chặn ăn cuốc cũng cổ. Sao kỳ quá, nói được cái gì chẹt kẹt cái cổ kỳ quá thầy ơi. Ừ, không có dễ đó bà. Thấy không? Nói cái này là do cái vốn á, cái vốn sống mỗi ngày nó nói được, thấy không? Nó gặp nhiều nhân viên này, nhân viên kia mà nói được á. Nên một câu Phật hiệu này giải quyết nhiều vấn đề lắm. Nên ai mà bệnh đau buồn phiền đồ niệm Phật đi. Cứ nhớ niệm Phật đi là có kết quả. À, rồi ai mà gặp sự cố trong gia đình này kia, đều nghe những Đức nói rồi đó nghe. Cái gì dứt sớm thì dứt. Dứt cái gì thầy? Dứt mấy cái tình yêu lãng quạng. Dứt. Thấy không? Có cô nào ở đây mà trẻ trẻ mà đi làm mà có ai chọc ghẹo không? Đưa tay anh coi. Có ông nào ở đây mà đi ra ngoài đi làm mà có cô nào để ý không? Đưa tay anh coi. Nó bây giờ thôi, ta về ta tắm ao ta cho chắc ăn hết mấy cô. Mình học Phật rồi, đi cho nó về cực lạc dễ chứ đừng có tạo thêm, nghe không? Nó rồi nãy nhắc á, bà nào bầu bì thì muốn vô đây dưỡng thai thì vô đây. Nhiệt tình quá còn gì nữa trời. Chưa từng nghe thầy nào nói câu này luôn, đúng không? Có bà này có bầu nè. Bà nói á, con có bầu mà con cố gắng con lại Phật. Vì con mà con lại Phật. Có bầu lại Phật thế tội nghiệp. Cái bụng nó bự. Lại Phật mà chèm bẹp. Tội ghê luôn.
Nên thôi kệ, vậy là cũng cố gắng lắm rồi đó quý vị. Ừ, nhưng vậy đó mà lễ Phật sau này sanh dễ lắm á. Tại vì sao? Vì nó có sức khỏe để mà sanh con. Cái người đàn bà mà có bầu mà cứ nằm giặt nằm dựa tối ngày, mai mốt đẻ đẻ không nổi. Nó phải thao tác để con người mình nó có sức khỏe, đúng không? Nó vô chùa mình là thao tác đặc biệt lắm. Ngày lễ Phật hai thờ thôi, không bắt nhiều đâu. Nó rồi mỗi ngày bắt lau bàn chút đỉnh thôi. Nó vậy đó. Nó sau này là đứa con sanh ra trời dễ thương. Có cô kia nói con thích nghe thầy nói chuyện lắm, con mong sao sau này con giống hệt thầy. Nhưng Đức nói nó có tư tưởng nuôi người già giống Nhân Đức thì được, nhưng cái mặt nó nên giống thằng cha nó. Vì sao? Vì cái mặt nó mà giống thằng Nhân Đức thì Nhân Đức bỏ mạng với cha nó, đúng không? Nên á, anh lấy cái tư tưởng á, nó sau này nó có tư tưởng nuôi người già, nó thương người thì được, đúng không? Nhưng đừng có nhìn cái mặt những đức mà nó ảnh hưởng cái mặt của thằng đứa đó trong bụng. Nhớ nghe, lúc mang thai mà nhớ ai nhiều nhất nó sẽ sanh giống người đó đó. Vì thì những đức mong quý vị nhớ ai với Đà Phật nhiều nhất đi. Giống ai với Đà Phật, giống Bồ Tát Quán Thế Âm là chắc chắn không có vấn đề xảy ra. Thấy không? Chứ đừng có tự nhớ ai ở cái cõi đời này, hai ông thầy nào chứ, nghe không? Nó sanh ra mà giống hệt ông thầy nó, à mày đi chùa nhiều rồi tại sao? Thì sanh ra giống ông thầy này kia cũng quý vậy. Thấy không? Có vấn đề thấy chưa? Vấn đề liền. Nên từ đừng có nhìn ai gì, cả chồng mình luôn. Cả chồng mình muốn con mình cũng không giống cái mặt chồng mình nữa. Giống ai với Đà Phật. Nhớ ai với Đà Phật, nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm à. Để giống ai với Đà Phật, giống Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy thì giống ai với Đà Phật, giống Bồ Tát Quán Thế Âm, nó không có đụng hàng ai ở cái cõi đời đấy chứ. Chồng nó nói công nhận mày đi chùa mày sanh ra đứa con lạ. Sao nó không giống tao mà nó cũng không giống bên nội bên ngoại gì hết. Tôi nói cho anh biết, con của tôi là niệm ai với Đà Phật mà giống ai với Đà Phật, nên nó không giống bên nội bên ngoại gì. Tôi không muốn con tôi nó giống trong lục đạo luân hồi, mà tôi muốn con tôi nó giống giải thoát về thế giới cực lạc, anh biết không? Đó. Từ khi tôi lấy anh tới giờ tôi thấy tôi khổ, không lẽ tôi muốn con tôi giống anh nữa hả? Thấy chưa? Nói nó có tình có lý. Tôi muốn con tôi sung sướng, nó giống ai với Đà Phật vậy đó, được mười phương chư Phật tán thán, biết không? Đó, nên có bầu nên nhớ ai với Đà Phật, nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là đặc biệt nhất cái nghe. Mà vô đây sẽ nhớ ai với Đà Phật nhiều nhất. Vô đây sẽ nhớ ai với Đà Phật nhiều nhất, chứ đừng có nhìn cái mặt những đứa nghe. Sanh ra mà thấy hù hù nữa, ta nói trời trời, sao hồi đi chùa ông thầy hô mà sanh ra đứa con nó hù hù kỹ vậy. Kẹt lắm nha. Tôi không có gì hết, tôi chỉ là người hỗ trợ giúp đỡ tinh thần sanh đẻ thôi. Thì cái này là ghê gớm đó quý vị. Không rồi, nó nói thiệt đó. Mấy cô mà có bầu mà nghe pháp những đức hoài, mà mấy cô quý những đức mà cứ tưởng nhớ nghĩ tới những đức mà nói chuyện vui vui là sau này sanh Iran á trời. Tướng do tâm sanh, nó sanh giống á. Tôi không có đụng cái gì đâu, đừng có bắt bẻ. Đừng có đâu có thừa, biết không? Đó, tại vì đông phụ nữ trong đây mà. Nên chỉ quý vị cái cách mà để sanh con giống ai. Giống ai với Đà Phật, giống Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ có cái tâm tu. Cũng như Nhân Đức, nếu như mỗi ngày mà không chia sẻ Phật pháp hai thờ, không niệm Phật, thì cũng là mỗi ngày trôi qua vô ích. Nhân Đức thấy tạo ra một công việc làm rất là có ý nghĩa, vừa nhắc mình mà vừa nhắc người. Nhưng mà làm sao mà vừa sức mình để làm? Có nhiều người người ta làm mà thời gian người ta bỏ cuộc, do gì làm quá sức. Nhưng Đức làm vừa sức thôi, thấy rằng một thời chia sẻ Phật pháp nửa tiếng, thấy vừa sức mình lắm mấy người. Có khi đọc một đoạn văn nhỏ xíu thôi là nói chuyện nửa tiếng.
hoặc là bữa nào vốn ít ít thì đọc thêm đoạn nữa, nửa tiếng. Từ nơi đó quanh năm như một ngày, nó đủ vốn để mà mình nói chuyện hai thờ. Còn nhiều người người ta bỏ cuộc là do gì? Người ta nói nhiều quá. Mới vô người ta nói tiếng mấy, từ từ còn 40 phút cái bữa sau tiếng mấy, ta làm gì? Viết ta ngán, người ta nghỉ, bỏ cuộc. Còn mình phải có quy trình cho nó rõ ràng. Nửa tiếng thì phải nửa tiếng hoài. Còn chủ nhật tiếng rưỡi, quý vị thấy rõ ràng cái tông nói chuyện ha. Chủ nhật tiếng rưỡi, mỗi buổi nói chuyện nửa tiếng. Một năm như một ngày, năm năm như một ngày, nó quen luôn, thấy chưa? Không bỏ cuộc. Từ nơi đó mà nhận được thấy cái ý nghĩa mà mình mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp, nhắc mình nhắc người, rồi mình niệm Phật. Đặc biệt như nãy bên kia tự nhiên đang ngồi, nó mắc cục. Mắc cục kỳ cục lắm nha. Có nghĩa là ít bao giờ bị mắc cục. Tự nhiên mắc cục mà nó ngói luôn. Có nghĩa là mình nói à mắc cục phải không? Mắc cục một cái A Di Đà Phật. Mắc cục một cái A Di Đà Phật. Nghĩa là kệ, mày muốn mắc cục đi. Thầy nãy còn 40 phút nữa mới tới giờ qua đây. Nhưng Đức nói còn thời gian. Không lẽ mắc cục 40 phút. Miễn sao qua đây đừng có mắc cục thôi. Rồi mắc cục đi. Nếu như mà những ngày bình thường thì Đức nói thoải mái gì đâu, muốn mắc cục đi. Mà ngộ lúc mắc cục vậy đó, mình lại niệm Phật nhiều. Tại vì mình phải nhớ câu Phật hiệu, chứ không có nhớ mắc cục được. Hay chưa? Công nhận niệm Phật nó có hay này nè. Nghĩa là tự nhiên mắc cục cái A Di Đà Phật. Mắc cục cái A Di Đà Phật, cứ làm gì. Mắc cục xong cái tự nhiên quay lại nhảy mũi. Quốc đâu 20 cái nhảy mũi. Nó à nhảy mũi phải không? Nhảy mũi xong hết mắc cục. Cái nhảy mũi cái A Di Đà Phật. Nhảy mũi cái A Di Đà Phật. Chút cái tự nhiên hết nhảy mũi. Rồi xong luôn, hết chưa? Thấy chưa? Nghĩa là cái quan trọng nhất là khi mình gặp bệnh đau hay chuyện gì, mình phải bình tĩnh. Niệm Phật được mai. Đây là cái chỗ mà rõ ràng là cái pháp môn tịnh độ này nó quá đặc biệt, là nó phù hợp vào cái cuộc sống chúng ta đang sống. Và tất cả bệnh chúng ta đang mang ở trong cái cõi đời này, quý vị, đều áp dụng có Phật hiệu vô được, thấy chưa? Thí dụ như trong lúc đó mà kêu mình trì chú, không làm được. Vì mà câu Phật hiệu gì mà làm được á. Cái này là xác thực chính nhưng Đức làm rõ ràng đó. Từ nơi đó mình phải kiên nhẫn tán thán danh hiệu A Di Đà Phật nha. Ngày xưa những Đức nghe một vị này, ông nói một câu mà quý vị cũng thường nghe: tán thán câu Phật hiệu tới tận đời vị lai. Tận đời vị lai không? Không giỡn đó nha. Quý vị phải nhớ là khi phát ra cái tâm này là nó có nghiệp chướng á. Cái đó nó chướng ngại quý vị đó, thử đó. Làm quý vị lên bờ xuống ruộng, thử coi sao. Ông tận đời vị lai không? Tại vì chính câu Phật hiệu nó làm nên danh của cuộc đời mình. Chính câu Phật hiệu này là những Đức nói rằng là niệm một câu Phật hiệu này đạt được cái pháp thế gian và đạt được pháp sức thế gian. Nó đâu có đơn giản. Nhưng mà mình phát nguyện là niệm câu Phật hiệu này tới tận đời vị lai. Thì cái tâm nguyện này nó mạnh quá, nó lớn quá, phải gặp sự cố lớn. Thử thách ông làm được không? Đúng không? Thì gặp sự cố rồi bắt đầu là nó nói vì là bây giờ phải tìm ra cái pháp gì. Chứ đúng là câu Phật hiệu này chống không nổi à. Phải tìm cái pháp gì. Thấy chưa? Bắt đầu nó lạc cái pháp, tán thán niệm Phật liền. Không đơn giản trời ơi. Nếu như mà lòng tin cho kiên cố, dù cho bị cái gì đi chăng nữa, cứ niệm Phật đi. Là rồi, nó mà vượt qua rồi quý vị sẽ thấy. Cái lòng tin quý vị kinh khủng lắm. Cái người mà nói câu mà tán thán tới tận đời vị lai là cái lúc đó cái tâm nó sùng sục cái tâm. Nó thấy rằng cuộc đời của mình niệm Phật mà mình thăng hoa ghê quá. Và thấy nhiều sự cố mà cuộc đời mình mà mình niệm Phật mà nó vượt qua nhỏ nhỏ quý vị. Nhưng mà khi mà nó phát tâm nguyện dữ dằn quá, con người theo tu đông quá đó quý vị. Nó quất một phát thiệt là mạnh. Giống như bị mắc sạch luôn đó. Thử coi sao. Nó giống như ngài Hư Văn này nói một câu: người tu hành mình có khi có hội tụ thì có chia lìa. Có khi chia lìa ra xong nó hội tụ còn dữ hơn nữa. Phải tin Phật mới được. Chứ đừng bao giờ mà hội tụ cái giống như mình chấp nhất. Mình bây giờ phải bo bo giữ nó hội tụ. Không có được mắc cực quá mấy năm nay mới được gì.
không có thể nào phá vỡ của tôi được. Thì thực khắc mình chấp cái cảnh đời này liền. Mà khi chấp cái cảnh đời này là mắc cái tâm đạo. Hiểu không? Có nghĩa là phải chấp nhận, tạo ra và chấp nhận. Buông xuống. Buông xuống đây không phải là đá đổ, mà là khi tạo ra rồi, mà khi nó không còn duyên thì tức khắc buông ra đi. Khi buông ra được rồi mà tu tiếp tục, hội tụ còn dữ hơn nữa. Phải tin chỗ này nghe. Chỗ này tuy là nói được nhưng mà mình phải làm á. Nó làm thêm một chuyện nữa đó. Trời ơi. Nên những đức nói rằng là có những vị mà những đức quen mà họ tán thán câu Phật hiệu này, bây giờ tới đời những đức đúng ra phải cảm thấy rằng là con người này mình coi họ tán thán giống như mình ngày xưa mà coi họ lâu dài không? Phải chờ xem để họ tán thán đi, đúng không? Nhưng ngày xưa mình tán thán dữ quá, mình gặp sự cố mà mình giống như mình muốn chìm xuồng á, thì bây giờ mình để cho họ tán thán đi, thử coi nó bền bỉ không, hiểu không? Tại vì cái câu Phật hiệu này mà tán thán lâu dài mới là quan trọng. Chứ nếu mà nói dài 3 năm chưa ăn thua gì đâu. Cả đời mà. Tôi phải gầy tín nguyện cả đời. Nhưng những đức đã kinh nghiệm rồi. Vì sao cái người tán thán bỏ cuộc? Do học tập mà bỏ cuộc. Cái pháp môn tịnh độ này lạ lắm. Một là phải thông tông thông giáo. Rồi quay lại tán thán như đại sư Ngẫu Ích ngày nói một câu. Bây giờ 1 vạn con trâu kéo không nổi tôi khi tôi niệm Phật nữa. Thông tông thông giáo quay lại niệm Phật. Sao? Không bao giờ mà bỏ cuộc. Còn hai là hạng người gì? Đừng có biết nhiều, chỉ tín nguyện niệm Phật thôi là chắc chắn thành công. Còn cái hạng dướng giữa là cái hạng thất bại là hạng gì? Họ không có thông, lưng chừng không à, mà cho rằng mình là người học giả hiểu biết. Đây, cái hạng này là hạng bỏ niệm Phật nè. Hạng này là hạng nhất định là đi lao theo sở học mà không có thông, vẫn là không thành công. Nên từ nơi đó vị phải nhớ nè. Nếu như những đức duy trì là những đức đừng có tìm hiểu cái gì, những đức niệm Phật. Vậy thì cả đời này những đức sẽ niệm Phật, không bao giờ bỏ cuộc. Chừng nào quý vị thấy những đức bỏ niệm Phật là những đức bỏ tu rồi đó. Nghỉ tu luôn rồi, về đời luôn á. Là mới bỏ niệm Phật. Tại vì người này không có biết cái gì. Mà nếu họ không niệm Phật thì chỉ có một con đường là họ về đời. Họ nghỉ tu thôi. Còn nếu như mà cả đời này họ tu là họ niệm Phật. Vì sao? Vì họ không có tìm hiểu và học thêm. Vì họ thấy họ học không được, họ chỉ niệm Phật được. Vậy thì cả đời này họ niệm Phật. Còn cái người mà học lừng chừng, học không thông, mà học được, mà học lừng chừng nghe, là người này sẽ bỏ niệm Phật. Sẽ bỏ niệm Phật. Đây là kinh nghiệm. Để ý nghe quý vị. Nên tất cả những người tìm hiểu là ưa bỏ niệm Phật. Còn những người mà tín nguyện thì không bỏ niệm Phật. Còn hạng đầu tiên là họ hạng thông tông thông giáo, rồi niệm Phật là không bỏ niệm Phật. Đó. Những hạng đó quý vị tìm ra đi, cái hạng nào là của mình. Nhưng đức tin chắc rằng chúng ta trong thời mạt pháp này cái hạng gì? Cái hạng tín nguyện niệm Phật. Lấy tín nguyện làm chính để niệm Phật, chứ không phải là bậc học giả. Mà niệm lâu ngày tự hiểu về cái công đức niệm Phật này. Phải niệm lâu ngày rồi hiểu được công đức niệm Phật này, rồi tạo lòng tin cho mình niệm của Phật hiệu này, vậy là thành công. Yeah. À, để ý nghe. Hãy để ý đó. Từ nơi đó nó cái nhân duyên của mỗi một con người nó khác nhau. Chứ không phải nói rằng là học nhiều học ít gì đâu. Cái duyên của mỗi một người ta tu tịnh độ khác nhau, nhưng mà mình cũng nhìn nhận được. Từ nơi đó mình cũng có cái kinh nghiệm làm sao mình tu. Mà nó lâu dài nè, cái pháp môn tịnh độ này phải lâu dài. Vì thấy không? Người nào mà đề xuống niệm Phật là người đó thăng hoa liền. Thấy để ý thì biết liền. Đề xuống niệm Phật là thăng hoa liền. Cái nơi nào mà tu tịnh độ là nơi đó thăng hoa liền. Nó tự nhiên nó ào đến liền. Nhưng nếu mà nó mà không kiên nhẫn, nó mà không cố gắng mà tu, là cái nơi đó sẽ có kiếp nạn lớn xảy ra. Nên quý vị biết rằng cái nơi mình bây giờ nó cũng đang phát triển rất là mạnh. Nó đang phát triển mạnh lắm á. Thì cái nơi mình phải làm sao? Con người trong đây đối với danh lợi không có cho họ có được. Phải cho họ tu, cho họ cái niềm vui, nhưng mà họ không có cái gì về cái ngoại cảnh hết chứ. Vậy thì cái người chúng trong đây họ tồn tại được thì cái pháp môn tịnh độ này ở đây nó mới tồn tại. Còn nếu như cái đồ chúng ở đây mà lúc mà thăng hoa này, mà mấy ông thầy này mà mỗi ông có tài khoản riêng này kia, là cái hội chúng này sắp sửa rã liền. Nó sẽ rã nát liền cho quý vị biết. Hoặc là lúc thăng hoa này mà mỗi ông mà quen Phật tử này Phật tử kia đó, là thế nào cũng có vấn đề xảy ra đây. Nên cái này là những đức phải bo cho nó chắc. Cho họ cơm ăn áo bằng cuộc sống đầy đủ. Cho họ có niềm vui, nhưng không cho họ có một cái gì hết.
để cho họ phải khuôn họ vô cái thế tu. Mà cái quan trọng nhất là cái đầu não ở đây phải tu. Cái đầu não ở đây phải có tu. Sáng tối là không có bỏ tu được. Và mỗi ngày phải chia sẻ Phật pháp xuyên suốt, không đi đâu thì ở nơi đây tức khắc nó bắt đầu nó cắm gốc chắc liền, nó mới tồn tại. Nhớ nghe, cái nơi nào mà thăng hoa mà cái người đầu não mà đi ấy, là nơi đó nó rã liền. Để ý đi là biết liền cái gì đâu. Tại vì nó không có đầu mà người ta đến đông quá thì tức khắc cái nơi đó nó có chuyện chứ nó rã. Nó nên cái gia đình mà khi hưng thịnh giàu sang ấy, là mình là chủ gia đình, là mình phải làm sao mà khuôn gia đình mình cho ổn định. Vậy thì tức khắc quý vị nhớ là cái gia đình đó mới tồn tại. Còn khi gia đình mà giàu rồi mà bắt đầu lo ăn xài thì gia đình này sẽ có vấn đề xảy ra. Cái này là để ý nghe không. Nên từ nơi đó đó, khi ở đây những đức thấy nó phát diễn hơi bị mạnh rồi đó, thì bắt đầu là những đức cứ thường khuyên chúng của mình phải đoàn kết, phải thương nhau, phải tu, phải đoàn kết, phải thương nhau, phải tu, phải đoàn kết. Như vậy thì mới đủ sức mạnh để mà mình duy trì được ở nơi đây, mình hướng dẫn người ta. Đây là cái kinh nghiệm mà những đức đã thấy nhiều người rớt, là do ngay chính họ nổi quá, họ bị người ta kéo đi được. Nên mình làm sao mà duy trì được cái phương hướng không đi đâu này nè, nó mới đặc biệt. Phải duy trì cả đời của mình thì chắc chắn là có cái thành công liền. Nó nên từ nơi đó mà khi hàng Phật tử về mà thấy những đức mà cứ luôn luôn ở gì nè, ngày chủ nhật về là thấy yên tâm, quý vị công nhận không? Như chùa mình khỏi cần lên lịch, bất cứ chương trình gì quý vị coi quanh năm suốt tháng, không có bao giờ quý vị về đây mà quý vị thấy những đức đi đâu ấy. Bệnh mà cũng xuống luôn nữa. Hồi đó vậy vì về đây có khi vì thấy những đức bệnh mà. Nhưng mà bệnh cũng xuống đây chia sẻ Phật pháp nữa. Có khi khang tiếng mà cũng nói luôn. Nhưng mà ngộ lắm mấy vị ơi. Cái người niệm Phật cái tố chất họ lạ lắm mấy vị ơi. Những đức thấy cái tố chất lạ vô cùng luôn đó. Mấy vị biết rằng á, bệnh đau tự nhiên nó điều tiết hết trơn à. Còn khang tiếng tự nhiên nói chuyện hết trơn khang tiếng à. Cái này là những đức thấy rõ ràng luôn á. Cái cơ thể nó lạ lắm, nó hồi phục tự nhiên vô cùng luôn. Để nó tự nhiên thì cơ thể nó hồi phục tự nhiên à. Còn nếu như mà mình bỏ cái này cái kia vô là tức khắc nó không tự nhiên. Nên mình để nó tự nhiên thì cơ thể nó tự nhiên hồi phục. Mà mình chỉ cách này cách kia thì nó không còn tự nhiên. Mà không còn tự nhiên bắt đầu là nó có vấn đề với cơ thể. Đây là những đức nhìn nhận rõ ràng, chính những đức mười mấy năm nay là để tự nhiên không nè. Bây giờ mà quý vị biết những đức mà yếu hay gì mà thử quý vị mà vô cho những đức hai chai nước biển đi là sẽ có chuyện xảy ra liền đó. Vô hai chai nước biển là có chuyện xảy ra. Còn người ta vô nước biển quen thì người ta vô nước biển là người ta khỏe vô cùng. Vì sao? Vì nó khác cái đó, nó thèm cái đó. Còn những đức thì nó không dùng cái đó lâu rồi, nó không có tiếp nhận cái đó nữa. Nên khi bệnh mà ai mà vô hai chai nước biển, cơ thể như đức là có vấn đề, có vấn đề tác dụng phụ rất lớn. Nhưng mà để tự nhiên thì cơ thể tự nhiên sẽ khỏe, không có vấn đề gì hết trơn. Đó, đây là cái việc mà nếu mà con người mà có thể tạo cho mình được một cái cách sống tự nhiên của con người tự nhiên thì quý vị sống rất tự tại. Tự nhiên là tự tại đấy quý vị. Còn không tự nhiên là phiền phức á. Nên người niệm Phật là niệm cái gì? Niệm tự nhiên. Niệm tự nhiên. Con người có thể niệm lớn được, có thể niệm nhỏ được, có thể niệm thầm được, có thể niệm trong tâm được. Chỉ cần niệm Phật tự nhiên mà niệm Phật, vọng tưởng cũng niệm Phật, mà thanh tịnh tâm cũng niệm Phật, vui vẻ cũng niệm Phật, mà phiền não cũng niệm Phật, khỏe mạnh cũng niệm Phật, mà bệnh đau cũng niệm Phật, cứ niệm câu Phật hiệu, gọi là tự nhiên sẽ an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni quý Phật tử dây chùa tu tập rất là đông. Chúng ta khi nghe chia sẻ Phật pháp xong, mình cũng tu được một thờ, xong được phóng sanh và cúng lý thực. Khi mình về đây mình tu thì chư hương linh, người thân của mình mắc chưa siêu thoát, hoặc là những người mang nghiệp phá thai, chư hương linh thai nhi người ta cũng đi chung về đây để người ta nghe pháp, người ta tu hành.
chúng ta nghe Phật Pháp, cái tâm của mình nó không có buồn giận ai hoặc là hận ai để trong tâm. Thì chư hương linh khi ta nghe Phật Pháp, người ta cũng như mình sẽ không bao giờ buồn giận hận ai để trong tâm. Vì để trong tâm mà buồn giận và hận thì cái cảnh giới của mình mãi mãi là khổ đau, nó không được siêu thoát. Nên những người mà biết niệm Phật thì không buồn, không giận, không hận ai để trong tâm. Tất cả những cái nghịch duyên trong cõi đời này chúng ta gặp phải đều là do quả báo mình đã từng gieo nhân gì, thì bây giờ mình chịu cái khổ nấy. Nên bây giờ mình vui vẻ, mình trả cho xong một món nợ, mình thành tâm mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên người sống cũng như vậy, mà người chết cũng nên như vậy. Nên nguyện lực của Đức Phật A Di Đà phát nguyện, khi chúng sanh nào nghe danh hiệu Phật A Di Đà, chịu niệm và muốn gì thì Ngài tiếp dẫn. Nên con người hay là chư hương linh hay là loài súc sanh gì, chỉ cần nghe danh hiệu của Phật A Di Đà mà chịu niệm muốn về thế giới cực lạc thì Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về thế giới cực lạc. Nên chúng ta không có đem cái tâm buồn giận hẳn ai để trong tâm, để thành tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta đem toàn bộ công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị luôn luôn hưởng được cái công đức này mà phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những người muốn ghi giấy cầu siêu cho người thân của mình, hoặc là tất cả những người thân trong gia đình mắc chưa siêu thoát, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mà chết bất đắc kỳ tử, chết oan ức đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm buông xuống cái tình chấp của cõi đời này, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết ngộ thành cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết ngã đặng dự ngộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cầu, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết ngã đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Ác mục lục lặng ta bà ha, ác mộng lục lặng ta bà ha, ta bà ha, ác ngã ngã nặng ta bà việt nhật ra hồng, ác ngã ngã nặng ta bà nhật ra hồng, ác ngã ngã nặng ta bà việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong động vào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc,
Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Liên Tòa Thất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập Thái Tổ Đình Hộ Pháp, phát Bồ Đề Tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy y Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân biện ý phát sanh ra, do mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật Pháp, được cho vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y, và cùng với các vị niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A-di-đà được một pháp danh là Diệu Âm. Khi vãng sanh về thế giới cực lạc, đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh lên nơi nào của chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật, những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa đoàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa đoàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đỏ bàn xanh. Chúng ta đồng niệm Phật cái thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ. Giờ mời đệ chúng xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.